Chào các bạn đã đến với kênh Thế Giới Ma Vạch. Hôm nay chúng mình sẽ tiến hành demo và test máy in tem nhãn CAP A4+. Thì như các bạn đã biết, CAP là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Chất lượng in rất tốt, hiệu suất in lại khủng. Model CAP A4+ được nhắc đến như là một dòng máy in công nghiệp, in được rất nhiều loại tem nhãn khác nhau, đặc biệt là Cossi và tem nhãn vải. Nếu nói về độ sắc nét khi in trên Cossi và tem nhãn vải thì em máy in CAP A4+ này cực chuẩn, vượt trội hơn nhiều dòng máy in khác, cho nên máy được ứng dụng nhiều trong ngành sản xuất nói chung và ngành may mặc nói riêng. Trước tiên mình sẽ nói sơ về thông số kỹ thuật của CAP A4+. Em ấy sở hữu độ phân giải là 300 dpi cực kỳ sắc nét, tốc độ in nhanh và mượt 200mm trong 1 giây. Mang tiếng là dòng in công nghiệp thế thôi, nhưng mà kích thước của em ấy rất là thon gọn và tiết kiệm không gian. Ngoài ra cổng kết nối cũng rất là phổ biến và tiện dụng như là USB, Ethernet và COM. Thì mình sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng in trên tem nhãn vải của CAP A4+. Như bạn đã thấy là rất rõ ràng và sắc nét ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Mọi thắc mắc và tư vấn xin liên hệ với chúng tôi, công ty Thế Giới Ma Vạch. Thông tin công ty sẽ được đặt ở cuối trang. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.